Thì ra là thế. Người ta lắp camera theo dõi mình. Ai đã ra lệnh này? Còn ai khác ngoài ông Đức hoặc Tay Tú? Rất có thể là thằng Tú. Gã vẫn luôn nghi ngờ mình. Mọi việc xem ra không hề đơn giản. Mà mình đã làm gì lộ liễu trong căn phòng này chưa nhỉ? Chết. Không được. Mình không được để lộ cái điện thoại kia. Triều ơi, anh đang ở đâu? Chắc anh hận em lắm. Em cũng không hiểu mình nữa. Có lẽ trong sâu thẳm, em chưa hết yêu anh. Ngay cả khi nhìn anh với Yên, đến với Hùng, trong em có nỗi ghen tức, tự ái như một sự trả thù. Đêm ấy anh say, em biết chứ. Nhưng sao lại thế? Triều ơi, đừng lo lắng quá. Anh đã có giải pháp gì chưa? Giải pháp chính là chỗ này. Nghĩa là sao? Em sẽ nhập viện ngay bây giờ. Trông em cũng bơ phờ mệt mỏi rồi. Chỉ còn cách này thôi, để tránh việc em phải đi. Lên phòng tôi luôn. Vào đi. Dạ, thưa chủ tịch của em ạ. Việc đi Hưng Hòa chuẩn bị đến đâu rồi và kế hoạch thế sao? Dạ thưa, hồ sơ tài liệu thì em chuẩn bị xong hết rồi. Giờ cô Thủy đang thẩm định, có gì sẽ trình lên chủ tịch sau ạ. Gọi cô ấy lên đây ngay, báo cáo luôn. Dạ, em mới vừa gặp cô Thủy từ trong phòng bước ra. Có điều em thấy thần sắc cô có vẻ mệt mỏi mà yếu lắm anh ạ. Cô ấy đi đâu? Dạ gặp chỉ chào hỏi thôi chứ em cũng không dám hỏi. Cho nên không biết cô đi đâu cả. Mà mấy ngày trước đây thì... Sao? Dạ, dạ. Mấy ngày trước đây, tự nhiên cô Thủy đang làm việc thì gục xuống, không có gượng dậy nổi. Bên bộ phận an ninh nội bộ của mình
theo dõi qua camera thấy, cho nên là báo cho văn phòng, văn phòng cho bộ phận y tế lên khám á, thì nói là cô Thủy bị suy nhược cơ thể chón cho nên dẫn tới ngất xỉu á. Này, sao ông làm việc thiếu chuyên nghiệp quá vậy? Phải dùng cái đầu để suy nghĩ chứ. Ông làm thế, cô ta thừa biết là đang bị theo dõi. Lẽ ra phải cho người giả vờ chỉnh ký, phát hiện rồi gọi y tế chứ. Dạ, cái này là tại do bộ phận an ninh nội bộ của mình báo cho văn phòng chứ tôi cũng không biết ạ. Ông ấy và cả cái đám lính làm việc như một lũ thiếu não vậy đó. Dạ. Bây giờ tìm xem cô ấy đang ở đâu, mang ngay báo cáo thẩm định về đây. Dạ, em đi liền. Chết, lão giám đốc gọi em. Chắc là bà mang hồ sơ thẩm định lên cho ông Đức. Khoan, em được vừa nghe. Bây giờ em sẽ gọi cho Hùng, nói là mệt và đã đi taxi đến bệnh viện, sau đó nhờ Hùng đến đây đưa em nhập viện. Như vậy anh thấy là hợp lý và tránh việc lão kia nghi ngờ. Sau khi Hùng đến đây, em nhờ Hùng gọi cho lão kia một tiếng. Nảy số nhanh thật đấy. Vâng, để em gọi. Khoan, việc giấy tờ của em sao rồi? Hôm trước về, sếp Hà đã làm chứng minh thư và giấy phép lái xe mang tên Ngô Thu Thủy cho em rồi. Được, đúng là của nhà làm được. Thế còn thẻ ngành và giấy tờ khác của em đâu? Em gửi thấy u cất trong két sắt rồi. Cầm theo nhỡ sơ sẩy có mà chết à? Tốt. Cái điện thoại bí mật đâu, đưa anh giữ cho. Em đi nhá. Ừ.